Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Buộc thôi việc xóa giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y, nguyên giám đốc trung tâm pháp y Quảng Ngãi. Thưa quý vị, sau khi bị kỷ luật thôi việc, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y đối với ông Phạm Ngọc Phượng, bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành giải phẫu bệnh. Theo thông tin phóng viên Dân Việt được xác nhận từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã ký quyết định miễn nhiệm một giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y của tỉnh này. Cụ thể, miễn nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y đối với ông Phạm Ngọc Phượng là bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành giải phẫu bệnh. Lý do ông Phượng đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Ông Phạm Ngọc Phượng, nguyên là giám đốc trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ vào tháng 2 năm 2023. Tại phiên xét xử vào tháng 5 năm 2024 vừa qua, cùng với các bị cáo liên quan khác, ông Phạm Ngọc Phượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội nhận hối lộ. Trao đổi với phóng viên về số lượng giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y của Quảng Ngãi hiện còn, sau khi ông Phượng bị miễn nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y, đại diện Sở Y tế đã cung cấp thông tin. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 3 cán bộ giám định viên tư pháp lĩnh vực pháp y, gồm 2 cán bộ thuộc Trung tâm pháp y, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và 1 cán bộ thuộc Công an tỉnh. Những dấu hỏi đằng sau kết quả giám định tâm thần tại Bệnh viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giữ nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, các bác sĩ trưởng khoa để điều tra. Việc này khiến cho dư luận hoài nghi về kết quả giám định pháp y tâm thần của viện này trong một số vụ việc trước đây. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng và ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng, ông Bùi Thế Hùng, Nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngoài ra, các bác sĩ Phạm Văn Thắng là Phó trưởng khoa điều trị Nam 4 và bà Lâm Thị Ánh Hồng là điều dưỡng trưởng khoa giám định, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nhận chất và bác sĩ Hà Ngọc Khánh, thủ viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng bị bắt giữ để điều tra. Bên cạnh đó, còn có nhiều người khác là lãnh đạo phòng ban cũng được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai và làm rõ các sai phạm. Theo cơ quan chức năng, những người bị bắt này liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án. Việc này khiến cho dư luận hoài nghi và các kết quả giám định tâm thần trong các vụ án trước đây liệu có khách quan. Điển hình, nhiều người trong những vụ án lớn đã được thoát nhờ có kim bài miễn tử. Tổng Bí thư xử lý tham nhũng được tâm phục khẩu phục. Việc xử lý các vụ án tham nhũng đồng bộ với công tác cán bộ nghiêm minh nhưng nhân văn nên đều được tâm phục khẩu phục, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Tổng Bí thư đánh giá thời gian qua, lực lượng công an đã phát huy tối đa vai trò là thanh bảo kiếm sắc bén đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngành công an đã làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, vụ án làm lũng đoạn hệ thống chính trị cơ sở như là Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh. Các vụ án này góp phần cảnh tỉnh răn đe người tham nhũng. Việc xử lý được thực hiện đồng bộ với công tác cán bộ rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý có tình nên các đối tượng đều tâm phục khẩu phục. 6 tháng đầu năm, Bộ Công an có 1.200 báo cáo gửi Công Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tham mưu chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, cung cấp thông tin, luận cứ phát triển kinh tế, xã hội và đường lối đối ngoại. Việc triển khai ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư đạt nhiều kết quả với nhiều tiện ích như sổ sức khỏe điện tử, phiếu lý lịch tư pháp, chi trả an sinh xã hội cho 1,9 triệu người theo hình thức không dùng tiền mặt với tổng là 8.600 tỷ đồng. Việc này góp phần giảm tham nhũng vặt, tạo nền tảng thực hiện chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phấn đấu là cấp ủy tiêu biểu trong hệ thống chính trị, gương mẫu đi đầu thực hiện các văn bản của Trung ương, ngành công an không để các vụ việc mất an ninh trật tự ở cơ sở thành phức tạp và làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ mất bí mật nhà nước, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thời gian tới, ngành công an đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ngành cần chú trọng kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, không thể không dám tham nhũng tiêu cực.
Tổng Bí thư mong muốn công an gắn bó mật thiết, tôn trọng, lễ phép, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, để dân ngày càng tin công an và giúp đỡ công an. Chờ tin vui lớn hơn, ngày Metro số 1 chính thức hoạt động. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách đi tuyến Metro số 1 trong 3 tháng đầu. Việc miễn giá vé này chưa có trong quy định của pháp luật. Do vậy, nếu Hội đồng Nhân dân Thành phố đồng ý thì vẫn còn phải đợi hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách miễn giá vé. Nhưng dù sao đây cũng là một tin vui với người dân thành phố, nhất là hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học hàng ngày phải di chuyển qua lại trên tuyến đường này từ trung tâm đến phía đông bắc của thành phố. Với vận tốc 40 km/h từ ga Bến Thành đến ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Suối Tiên dài 19,7 km chỉ mất có 30 phút, trong khi các phương tiện công cộng khác phải mất hơn 1 giờ. Tuy nhiên, không phải loại hình giao thông mới nào cũng được hành khách chấp nhận ngay mà phải có thời gian làm quen và so sánh. Việc chuyển đi từ xe máy sang metro cần phải sắp xếp lại thời gian, lộ trình và cả lịch sinh hoạt của gia đình. Vì thế, 3 tháng là khoảng thời gian cần thiết để thay đổi một thói quen định hình lâu nay. Đồng thời, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thời gian để nhận biết và đưa ra những điều chỉnh nếu có. Để hỗ trợ cho hành khách sử dụng metro, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các phương án phương tiện giao thông kết nối với các nhà ga tuyến metro số 1 như là xe buýt, xe đạp, xe điện. Sở Giao thông Vận tải dự kiến còn tiếp tục mở mới 17 tuyến buýt kết nối tuyến metro số 1 để phục vụ hành khách đi lại. Sở này cũng tính toán mở thêm các bãi giữ xe máy, xe đạp cho hành khách thuận tiện khi đi di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến các bến metro. Một khi metro chính thức đi vào hoạt động thì tình trạng giao thông từ trung tâm đến phía đông bắc thành phố sẽ tốt hơn lên, tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông sẽ giảm, sẽ không còn cảnh người và xe chôn chân tại chỗ nhiều giờ tắc đường, nhất là ở giao lộ. Đó là một tin vui, nhưng người dân thành phố còn chờ đợi một tin vui lớn hơn, có ý nghĩa hơn là ngày mà tuyến Metro số 1 chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, dự án Metro số 1 đã hoàn thành hơn 98,24%, nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động được do những vướng mắc khách quan và chủ quan. Năm 2012, khi tuyến Metro số 1 khởi công với cam kết 2018 sẽ hoàn thành, nhân dân thành phố rất vui mừng. Mọi người thấy náo nức khi những cột trụ bê tông lần lượt xuất hiện và phấn khích với một con đường bê tông trên cao, thẳng băng, chạy mút tầm mắt và nhanh chóng hình thành. Nhưng rồi nó bị chậm lại thêm 6 năm với rất nhiều lần hứa hẹn, cam kết. Ngày vận hành thương mại cứ bị lùi lại nhiều lần. Chính vì thế, Thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực hoàn thiện các khâu để đưa loại hình giao thông này tham gia vào đời sống theo đúng lịch hẹn gần nhất là sẽ chạy thử vào tháng 11 năm 2024 và chính thức vận hành thương mại vào cuối năm nay. Khi ấy, niềm vui sẽ trọn vẹn. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.